Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú. Mình là Bảy Bình Bông. Như các bạn đã thấy trên màn hình đây chính là một cái tài khoản mà Bảy tôi mang ra test cho một cái content, một cái nội dung mà tôi nghĩ là tất cả người chơi The Cinepack của chúng ta đều rất là quan tâm cũng như là mong chờ. Đó là cách hướng dẫn làm sao các bạn có thể là bảo vệ tài khoản cũng như là lấy lại tài khoản nếu mà gặp trường hợp bất trắc như chúng ta bị mất tài khoản chẳng hạn. Trong video này thì Bảy tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn là làm sao để các bạn có thể là recover lại cái account của các bạn nếu mà có bất cứ một trường hợp bất trắc nào xảy ra. Ngoài ra thì trong video này Bảy tôi cũng sẽ nhắc nhở các bạn luôn một chút, đó là tất cả những cái thông tin mà các bạn cần phải lưu lại trước khi mà các bạn bị mất ạc, tránh trường hợp các bạn đã mất ạc rồi các bạn không thể nào các bạn quay trở lại cái tài khoản của mình để có thể là lưu lại những cái thông tin như vậy. Lúc đó là rất là khó để làm sao các bạn điền được cái form của miHoYo. Ok, giờ thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành, đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Giờ thì chúng ta đến với intro nào. Đầu tiên thì có một vài cái thông tin mà các bạn hoàn toàn có thể chụp lại cũng như là lưu lại ngay bây giờ. Đó là thứ nhất, trong cái phần tài khoản của các bạn, cái phần vũ khí ấy, các bạn có những cái món vũ khí nào như là 5 sao này, hoặc là cái trong hệ thống nhân vật của các bạn, các bạn có nhân vật 5 sao nào. Tốt nhất là các bạn cứ chụp lại toàn bộ cái bảng nhân vật của các bạn, kể cả nó có bất cứ một thay đổi nào. Ví dụ các bạn có thêm một con 4 sao mới hoặc là một con 5 sao mới, các bạn chụp lại luôn nhé. Mà tốt nhất là các bạn chỉ cần có thêm một con 5 sao mới là các bạn chụp lại là ok nhất. Vũ khí cũng vậy, các bạn cũng sẽ chụp lại cái bảng vũ khí này mỗi khi các bạn có thêm một cái vũ khí 5 sao. Đây chính là cái bằng chứng để các bạn có thể gửi được. Thứ hai, liên quan đến cái phần thông tin của các bạn, chúng ta có rất nhiều thông tin cần phải lưu lại. Thứ nhất là cái UID của các bạn ở đây, đây là cái các bạn cần phải lưu ý này. Tiếp theo đó là cái tên của các bạn, tên account của các bạn khi mà các bạn chưa bị mất ạc. Tiếp nữa đó là cái ngày để các bạn đăng ký chơi. Thì để làm sao biết là cái ạc của mình đăng ký lúc nào, bởi vì có phải lúc nào chúng ta cũng nhớ được là ngày chúng ta đăng ký tài khoản đâu, rất khó. Không phải là các bạn vào HoYo Lab các bạn xem cái ngày là mình đã chơi được 700 hoặc là 300 bao nhiêu ngày, các bạn trừ đi thì là ra cái ngày chúng ta đăng ký. Không phải đâu nhá. Có những cái hôm các bạn không on mất một ngày thì nó vẫn không tính cho các bạn vào trong đấy. Thì rất khó để các bạn có thể mà hình dung ra được là chúng ta chơi từ phiên bản nào, lúc nào. Bây giờ Bảy tôi có một cách để các bạn xác định được là mình chơi từ lúc nào. Có một cái thành tựu, nó có tên là nghe theo hướng gió. Đây là lúc đầu khi mà các bạn tiếp xúc với một cái trụ, đó là trụ phong. Khi mà các bạn vừa vào mà thế giới Cinepack, các bạn đến cái hồ ánh sao gì đấy đúng không? Các bạn chạm vào trong cái thất thiên thần tượng hệ phong thì nó sẽ cho các bạn thành tựu đấy luôn. Đó là thành tựu nghe theo hướng gió. Các bạn vào trong phần thành tựu, các bạn gõ chữ nghe. Đấy, các bạn tìm kiếm. Rồi, đây, nó ra cái thành tựu ở thế giới muôn màu này, nghe theo hướng gió. Các bạn sẽ nhìn cái nắm giữ sức mạnh nguyên tố phong này, cái ngày này, thì gần như là tất cả cái ngày này là ngày mà các bạn đã tạo ác và tạo game. Tiếp nữa, liên quan đến cái đây, trong phần tài khoản của bạn này, thiết lập này, tài khoản này, trung tâm người dùng này, trong cái mục này các bạn cũng cần phải lưu lại một vài cái thông tin. Đầu tiên đó là cái tài khoản liên kết của các bạn. Các bạn có liên kết với những tài khoản nào? Ví dụ ở đây chúng ta có liên kết với cả Facebook và Twitter đúng không? Các bạn có liên kết thì các bạn nhớ thôi, các bạn cứ chụp lại luôn cái màn hình này. Chụp lại luôn, có bất cứ thay đổi gì mà đến cái tài khoản trong này các bạn chụp lại hết. Giữ lại, lưu vào một cái thư mục, một cái folder ở trên điện thoại hoặc trên máy tính của các bạn, ghi vào là account Cinepack Recover, cứ lưu ở đấy. Thay đổi gì thì lưu vào đấy sau nhá. Tiếp theo là đến cái phần tên người dùng. Cái tên người dùng này các bạn hoàn toàn cũng có thể thay thế được cho cái tên mà đây. Các bạn không nhớ cái tên của các bạn ở đây là 72 đúng không? Nhưng mà mình lại không nhớ, mà cái thằng nó vào ạc của mình nó ăn trộm thì nó lại đổi mất tên rồi đúng không? Thì làm sao mình nhớ được? Ok, các bạn hoàn toàn có thể dùng được cái tên người dùng ở đây. Đây chính là cái tên này. Các bạn lưu lại cái tên này, muốn đổi là phải dùng, các bạn phải liên kết với email nhá. Nó yêu cầu các bạn xác nhận hòm thư email thì các bạn mới có thể đổi được. Còn nếu mà không xác nhận thì các bạn không gửi được, đổi được. Đấy, thì đây chính là cái tên các bạn cũng cần lưu lại. Tiếp nữa là cái số điện thoại. Số điện thoại muốn liên kết thì các bạn cũng cần phải xác nhận cái hòm thư. Bây giờ chúng ta quay trở lại là cái đổi liên kết hòm thư email. Với những cái bạn mà các bạn tự tạo email, các bạn chơi một cái tài khoản ở Cinepack như bình thường thì không ai nói gì. Nhưng với những cái bạn mà các bạn mua ạc, với những cái bạn mà các bạn được người khác cho tài khoản, thì các bạn cần phải bảo người ta là đổi email, tức là các bạn sẽ cần gửi một cái mã cho tài khoản người ta. Các bạn nhập cái mã vào đây, sau đấy thì các bạn sẽ đổi sang email của chính bản thân các bạn thì nó an toàn nhất. Nhớ nhá, lưu ý là khi nhận được một ác mới, một ác được cho, một ác các bạn mua hay bất cứ một cái gì,
các bạn cần phải bảo người ta là vào đổi acc luôn, vào đổi cái email luôn sang email của các bạn. Thì các bạn chỉ cần ở đây chữ gửi này, sau bảo người ta đọc lại 4 cái mã số xác nhận ở đây. Sau đấy các bạn đổi email của các bạn là xong. Và khi mà các bạn đổi được email này rồi thì tất cả những cái liên kết như là tên này, rồi liên kết số điện thoại, các bạn hoàn toàn có thể tự mình đổi được, không phải lo lắng gì cả. Trên đây là những cái thông tin hiện tại mà bảy tôi nhớ được là các bạn sẽ cần phải chụp lại. Ngoài ra còn những cái thông tin có liên quan đến thanh toán các thứ thì bây giờ bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Ok, bước đầu tiên ngay khi mà các bạn vào cái tài khoản của các bạn mà không được, hoặc là các bạn không thể nào các bạn tự đổi mật khẩu được, thì các bạn sẽ phải làm một cái bước như sau. Đó là các bạn sẽ phải gửi một cái email cho MiHoYo. Cái email này thì bảy tôi cũng sẽ để luôn ở dưới phần bình luận cho các bạn. Và các bạn thì tốt nhất các bạn nên lưu lại cái video này, hoặc là đánh dấu sao nó ở trong cái thư mục trên YouTube của các bạn. Khi mà các bạn có bất cứ cái bất trắc gì các bạn xảy ra, các bạn chỉ cần mở lại các bạn xem những cái bước này là xong. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Email đó là jensin.cs@mihoyo.com. CS là viết tắt của từ chăm sóc khách hàng đấy. Account Recover, đây là tiêu đề của cái email đấy. Còn dưới này là cái văn mẫu. Văn mẫu này thì tôi lấy trên mạng thôi. Các bạn cũng hoàn toàn có thể copy y nguyên cái văn mẫu này nhá. Tức là tôi có báo rằng là chào cái đội ngũ support của Jensin Impact, thì account của tao vừa bị hack mất rồi, và nó đã thay đổi cái email để đổi mật khẩu của tao. Bây giờ là tao muốn mày hỗ trợ lấy lại cái account cho tao được không? Đấy, sau khi mà các bạn đã gửi đúng cái form như này, các bạn ấn gửi này. Đấy, các bạn ấn gửi. Sau khi gửi xong, trong khoảng đâu đấy là một ngày thôi, thì các bạn sẽ được nhận một cái email như thế này. Một email đến từ MiHoYo. Thì họ có chia sẻ rằng là họ đã nhận được cái thông báo từ bạn, và họ sẽ gửi cho các bạn một cái link. Đó là cái account Retry Evil này. Đây góc dưới cùng này các bạn. Đấy, account Retry Evil. Thì cái này, link này nó sẽ khoảng tầm, cái email phản hồi nó đâu đấy khoảng tầm từ 1 đến 2 ngày là các bạn đã nhận được rồi. Các bạn mở cái email đấy, các bạn chỉ cần lưu ý cái dòng cuối cùng thôi. Đó là cái dòng mà account recover. Các bạn ấn vào cái trong cái link này thì nó sẽ dẫn các bạn sang một cái form như này. Cái form như này các bạn cần điền rất là nhiều thứ. Đầu tiên là game UID. Cái này thì bởi tôi đã bảo các bạn lưu lại ở trong cái thư mục mà các bạn ghi là mất acc đấy. Đấy, các bạn sẽ mở cái thư mục ra, các bạn bắt đầu điền game UID của các bạn này. Rất là quen thuộc đúng không? MiHoYo username. Cái này thì các bạn cứ ghi lại cái tên mà các bạn từng đặt cũ. Ví dụ như là của tôi là 72 đấy, thì tôi ghi 72. Thằng kia nó đổi là cái gì, nó đổi là 73, 74 cái gì thì kệ, không quan tâm. Các bạn chỉ cần ghi cái lúc mà các bạn chơi là 72 là được. Tiếp theo là đến cái account, cái lần đăng nhập cuối cùng của các bạn. Ví dụ như là bảy tôi đăng nhập cuối cùng là cách đây khoảng 2 ngày đúng không? Thì tôi ghi cái ngày đấy vào. Đây, chọn cái ngày trong này là cái ngày 21 tháng 2 năm 2023. Xong nhá, chúng ta đến với cái tiếp theo. Đó là cái email của các bạn. Cái này bảy tôi đã nhắc các bạn từ lúc nãy rồi. Và cái email khi mà các bạn mua tài khoản, khi các bạn nhận người khác cho, thì các bạn phải hỏi người ta là gì, email là gì, các bạn đổi luôn. Còn nếu các bạn không nhớ thì rất là đau đầu, cực kỳ đau đầu luôn. Các bạn cũng có thể dùng HoYo Lab của cái tài khoản đấy, các bạn sẽ xem lại email là gì. Nhưng mà nếu các bạn vẫn không thể nào xem lại được email, bởi vì email thường nếu các bạn chỉ xem lại nó sẽ hiện ra là ba cái chữ cái đầu tiên, xong xxxx, xong đến ba cái số cuối cùng ấy, a@gmail.com. Rất là khó cái trường hợp nếu các bạn không nhớ email của mình là gì. Đấy, thì cái trường hợp số 4 các bạn phải điền cái email của các bạn nhá. Kể cả thằng kia bây giờ nó đổi email là abcxyz gì rồi thì kệ nó, nhưng mà email khi mình chơi nó là cái gì thì các bạn phải nhớ email của mình là gì, điền vào. Tiếp theo là cái thành phố các bạn sống. Ví dụ mình sống ở Việt Nam, các bạn ghi là Việt Nam. Cuối cùng là cái khu vực các bạn sống. Các bạn sống ở Hà Nội, các bạn ghi Hà Nội ở dưới chỗ ô số 6 này. Các bạn sống ở Hồ Chí Minh, các bạn ghi là Hồ Chí Minh. Cuối cùng là nền tảng mà các bạn đã chơi lần cuối cùng. Ví dụ nền tảng cuối cùng các bạn chơi là đăng nhập bằng điện thoại đúng không, mà các bạn chơi bằng Android hay iOS, các bạn chọn vào. Còn tôi là PC, tôi chọn là PC. Cái thông tin ở khu vực này thì nó sẽ yêu cầu các bạn điền liên quan đến cái phần thanh toán của các bạn. Các bạn đừng lo, kể cả các bạn không có nạp thì các bạn vẫn có thể điền được một cách rất là ok. Nó sẽ yêu cầu các bạn là các bạn chơi bằng cái nền tảng gì. Ví dụ các bạn chơi bằng điện thoại của Android, iOS, các bạn sẽ điền vào. Ví dụ các bạn chơi bằng iPhone 11, các bạn điền là 11. Các bạn chơi bằng Samsung A73 như của tôi thì các bạn điền là A73. Hoặc là các bạn chơi bằng máy tính thì các bạn chỉ cần điền con cạp màn hình của các bạn, memory của các bạn là bao nhiêu, vân vân. Đấy, các bạn sẽ điền cái thông tin của máy tính của các bạn vào đấy là xong nhá. Số 9, đó là các bạn đã mua bao nhiêu lần. Thì các bạn ở đây các bạn chỉ cần ghi là 1 hoặc là 0. Các bạn điền 1 hoặc 0, nói chung các bạn điền bừa cái chỗ này cũng được, là 1 hoặc 0 cũng được, bởi vì các bạn không có nạp nhá.
Còn nếu các bạn nạp thì các bạn nhớ là các bạn nạp bao nhiêu lần rồi. Còn nếu các bạn nạp quá nhiều như bảy tôi chẳng hạn, các bạn nạp quá nhiều là bảy tôi là bao nhiêu các bạn không thể nhớ được đúng không? Các bạn ghi là 99 cộng đấy. Rồi, hoặc là các bạn ghi là 99 cũng được. Bên dưới này ô số 10 là các bạn, nó hỏi các bạn là các bạn có mua cái gì không, thì các bạn nhớ nhá, chọn là không mua cái gì. Đây, ô cuối cùng này này, nó có ghi là không mua cái gì cả. Đấy, các bạn chọn cái này thì tức là tất cả những cái điền bên trên của các bạn nó không có ý nghĩa, tức là các bạn không mua gì cả. Sang ô 11 này, chúng ta sẽ đến với cả cái ngày lần đầu tiên mà các bạn đã mua một cái món hàng, ví dụ như thẻ tháng này, hoặc là cái nhật ký hành trình. Các bạn, nếu mà các bạn không nhớ là mình mua ngày nào, các bạn có thể chọn bừa. Đấy, chọn bừa. Tiếp theo, bên số 12, các bạn có nạp, nó sẽ hỏi là các bạn đã nạp lần đầu là bao nhiêu. Các bạn, nếu mà các bạn nhớ được là mình nạp lần đầu là bao nhiêu, thì các bạn lưu ý. Đây, chỗ này là thẻ tháng này, chỗ này là Battle Pass này. Còn nếu mà các bạn không có nạp thì các bạn ghi là tao không mua cái gì cả ở cái ô đầu tiên này. Rồi, đến 13, nơi yêu cầu các bạn là upload một cái ảnh chứng minh là các bạn đã mua. Thì cái này đơn giản lắm, các bạn không nhất thiết các bạn sẽ upload một cái bill của các bạn lên đâu. Các bạn sẽ gửi một cái ảnh chụp màn hình, chụp gen xin hay là chụp cái gì đấy tùy các bạn. Nếu mà các bạn không có nạp nhá, thì các bạn chụp cái đấy cũng được. Còn nếu các bạn có nạp ấy thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gửi một cái bill với cái nạp, ví dụ như là các bạn nạp qua Google đúng không, các bạn chỉ cần gửi cái bill nạp qua Google, hoặc là các bạn gửi một cái ảnh thẻ tháng các bạn có bao nhiêu ngày đấy, ví dụ như thế, thì là các bạn đã nạp rồi. Đấy. Còn nếu các bạn không có nạp thì lưu ý rằng các bạn chỉ cần chụp một cái ảnh bất kỳ, các bạn ném lên là xong. Cái ô 14 này, đó là cái ngày mà các bạn đăng nhập, ngày các bạn đăng nhập lần đầu tiên ấy, thì bảy tôi cũng đã nói các bạn rồi, là đó là cái ảnh mà thành tựu các bạn mở khóa cái trụ nguyên tố phong ấy. Đấy, các bạn lấy cái ảnh đấy các bạn đăng nhập vào đây là xong. Cái ô số 15 là cái nền tảng các bạn, ví dụ cái máy các bạn đăng nhập lần đầu là cái gì, thì các bạn hoàn toàn có thể là báo lại cái máy các bạn đăng nhập. Các bạn nhớ hồi xưa là bảy tôi chơi A12 đúng không? Thì bảy tôi có thể là đăng nhập bằng cái đấy đầu tiên, hoặc là bảy tôi đăng nhập bằng PC đầu tiên. PC thì cũng yêu cầu các bạn là RAM, là cặp đồ họa, là mainboard, là vân vân. Đấy, thì các bạn lưu ý rằng là mình đăng nhập lần đầu tiên bằng cái máy gì, laptop, PC hay là điện thoại Android hay iOS, thì lưu ý là điền vào đây. Cái ô 16 này là cái minh chứng, cái bằng chứng là các bạn tài khoản của các bạn là các bạn sở hữu. Thì các bạn phải nhớ được là năm sao các bạn đang có là nhân vật nào. Ví dụ như là cái ạc vừa lấy là 72, các bạn, tôi chỉ có mỗi con Traveler là 5 sao đúng không? Các bạn ghi mỗi là Traveler. Đấy, còn không có bất cứ vũ khí 5 sao khác thì bạn không phải ghi. Còn nếu các bạn nhớ các bạn có những cái vũ khí 5 sao nào, không nhất thiết các bạn phải kể hết. Thế nhưng mà các bạn chỉ cần liệt kê ra được là các bạn sẽ có càng nhiều càng tốt. Cứ liệt kê ra, ví dụ các bạn có Hu Tao, các bạn có Diên Lan, các bạn có Dông Ly. Đấy, các bạn liệt kê hết tất cả 5 sao, vũ khí và nhân vật của các bạn có vào trong này là được. Ô 17 nó sẽ yêu cầu các bạn là điền một cái email mới, không phải email các bạn đã bị hack. Thì các bạn sẽ phải, một là các bạn dùng một cái email mới các bạn tạo để các bạn có thể liên lạc với MiHoYo thông qua cái email này. Họ sẽ gửi cho các bạn cái link để các bạn đổi mật khẩu cũng như là thay đổi lại cái email của các bạn trong tài khoản đấy của các bạn. Và sau khi các bạn điền một cái email mới vào cái ô 17 này rồi nhá, thì các bạn sẽ đến với cái phần là họ có hỏi trong thời gian gần đây các bạn có share cái tài khoản của các bạn cho ai không, hoặc là các bạn có đăng nhập vào cái nền tảng xem nói chung là nền tảng nào không. Thì nếu các bạn có share ạc cho bạn bè của mình thì các bạn phải khai thật nhá. Các bạn share ạc cho những cái web mà các bạn lên các bạn xem phim đen bằng chính cái tài khoản Gmail các bạn đăng ký gen xin, các bạn cũng phải khai thật nhá, không nói dối. Rồi nếu các bạn không có share bất cứ ai thì các bạn chỉ cần bảo rằng là no, tao không share cho bất cứ thằng nào hết. Đấy, thế là được. Ok, sau khi, bởi vì các bạn yên tâm rằng là kể các bạn có share hay là không share thì MiHoYo nó cũng không có phải là trách tội các bạn hay là không giải quyết vấn đề của các bạn. Nó chỉ hỏi thế để người ta biết, để người ta còn giải quyết cho nó nhanh. Sau khi mà điền tất cả 18 cái mục đấy xong, các bạn ấn Submit. Đến cái mức như thế này rồi thì các bạn đã coi điền xong một cái form để backup ạc. Và cái thời gian để backup cái ạc của các bạn ấy, nó sẽ dao động đâu đấy là khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng, tùy vào cái thời gian làm việc của MiHoYo đến với tất cả người chơi trên toàn cầu. Bởi vì cái số lượng backup ạc ở trong Genshin Impact nó rất là lớn, đâu phải ai cũng đảm bảo 100% là mình không bao giờ mất ạc đâu, đúng không? Các bạn sẽ phải đợi, và sau khi đợi xong MiHoYo sẽ gửi cho các bạn một cái mail. Cái mail đấy nó yêu cầu các bạn là các bạn sẽ tạo mới cái mật khẩu của các bạn là một này. Thứ hai là các bạn sẽ đổi lại cái Gmail liên kết với cái tài khoản này của các bạn.
Đây, nó sẽ đổi cái Gmail mà các bạn đang chat với cả MiHoYo ấy thay cho Gmail này, và đổi mới cái mật khẩu của các bạn. Vậy sau khi mà các bạn đã làm xong tất cả mọi thứ đấy xong thì các bạn đăng nhập vào, ạc sẽ quay trở về trước khi mà các bạn bị mất ạc. Và tôi cũng rất là hy vọng rằng là các bạn không bị đập bất cứ cái thánh dị vật hay là cái món vũ khí 5 sao xịn sò nào của các bạn. Thường thì hacker người ta sẽ không làm thế, bởi vì người ta lấy ạc của các bạn người ta bán cho người khác thôi, người ta sẽ không làm thế. Nhưng mà với những cái người mà nó thù ghét thù địch thì cái chuyện mà đập thánh dị vật hay là đập đập mấy cái đồ kiểu vũ khiếc xong rồi là thế này thế kia thì nó cũng không thể tránh khỏi được. Như thế thì tôi chỉ có thể nói là các bạn đen thôi, đen thôi, đỏ thì quên đi. Với cái việc bị đập như thế thì chưa chắc MiHoYo nó đã hỗ trợ cho các bạn được. Đây là do các bạn đen thôi. Đấy, trên đây là cái hướng dẫn sơ qua để các bạn nhớ là mình sẽ phải lưu những cái thông tin gì, cũng như là các bước như thế nào để các bạn có thể lấy lại được một cái account, một cái tài khoản của chính các bạn sau khi bị mất. Và trên hết đó là tốt nhất là phòng, còn hơn là đến khi nó xảy ra rồi thì mình mới tìm cách. Bây giờ các bạn lên liên kết cũng như là bảo mật tất cả những cái tài khoản của các bạn, những cái thông tin của các bạn ở trong cái phần này. Tên người dùng cũng phải liên kết đi này. Email thì cũng nên lưu ý là cái email chỉ dành riêng cho Genshin Impact mà thôi này. Đổi mật khẩu liên tục này, cứ khoảng 3 tháng các bạn phải đổi mật khẩu email một lần này. Rồi là số điện thoại các bạn phải liên kết cẩn thận này. Đấy, rồi là cái mật khẩu của Genshin Impact thì các bạn phải nhớ là cái mật khẩu của các bạn cứ khoảng tầm 3 tháng cho đến nửa năm các bạn bắt buộc phải đổi một lần. Đây chính là cái khuyến cáo bảo mật ở trên thế giới thôi, ai cũng sẽ khuyên các bạn như vậy. Cuối cùng đến những cái tài khoản liên kết như này. Nếu mà không cần thiết thì các bạn không nhất thiết các bạn phải liên kết với cái tài khoản của Facebook hoặc là Twitter làm cái gì. Còn nếu như mà các bạn vẫn thích thì các bạn hoàn toàn có thể liên kết được. Đấy, lời khuyên của tôi là các bạn đừng có lên liên kết nhiều làm gì. Bởi vì các bạn chỉ cần liên kết mấy cái này nhá. Nếu các bạn mất Facebook hoặc là các bạn bị Facebook bị hack hay bị làm sao đấy, người ta hoàn toàn có thể dùng cái Facebook này, người ta đăng nhập vào Genshin Impact của các bạn bình thường. Kể cả là các bạn vẫn đang giữ cái mật khẩu hay là cái tài khoản này. Đấy, thế lưu ý một chuyện là nếu mà không nhất thiết thì các bạn không cần phải liên kết bằng Facebook đâu. Còn nếu mà các bạn đăng nhập bằng Facebook thằng sẽ thì sao? Đấy thì đơn giản hơn, đó là các bạn lại vào trong cái phần liên kết này. Các bạn sẽ đến cái phần email. Đấy, các bạn sẽ đặt liên kết lại với email và tạo một cái mật khẩu. Và từ sau khi mà các bạn đã làm xong hai cái bước này thì các bạn lần sau đăng nhập các bạn chỉ cần vào trong cái phần đăng nhập, các bạn đăng nhập cái Gmail và cái mật khẩu này thôi. Không cần phải chuyển sang cái tab là liên kết với Facebook làm gì nữa. Và lúc đấy các bạn chỉ cần gỡ cái liên kết ra là xong. Đây là cách để các bạn có thể gỡ được liên kết khi mà đăng nhập qua Facebook hay bất cứ nền tảng nào khác. Ui, từ nãy giờ nói nhiều đau họng thế nhở. Đấy, bài tôi thì vẫn luôn luôn khuyến khích các bạn một điều rằng là tài khoản của mình thì nên biết bảo quản, tránh trường hợp xảy ra mất mát hay là những cái rủi ro không đáng có. Bây giờ thì các bạn có thể là lưu cái video này lại để sau khi mà có bạn bè hay là người thân hay chính các bạn bị mất ạc hay là bị làm sao liên quan đến ạc thì các bạn có thể xem lại cũng như làm theo. Giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you.